Em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Hôm nay tiếp tục lên cho các bác những cái giò lan nó đẹp đẹp chút này. Mã số 1 này, tam bảo sắc đây nhé các bác nhé. Cái này dòng bản lá ngắn dày, tam bảo sắc của Lai Châu thì cái này về các bác nhà bác nào có cây xanh các bác cứ ốp thẳng đấy cho em lên rất là đẹp luôn. Và cái dòng này nó là hoa trắng tím, hoa cực kỳ thơm nhé. Riêng cái dòng tam bảo sắc của Lai Châu này, hoa rất là đẹp và thơm. Mã số 1 nhé, 150.000. Đấy, bán cho các bác giá rất là hợp lý nha. 150.000 cho mã số 1. Quà cực kỳ đẹp và thơm, riêng cái dòng tam bảo sắc Lai Châu này. Mã số 2 này các bác này, một chậu sơn thủy tiên này. Như này nhá. Mã số 2 của em có giá là 200.000. 200.000 nhá. Cho mã số 2. Một chậu sơn thủy tiên như này, 200.000 cho mã số 2. Mã số 3 này các bác này, một chậu quế trắng tháng 8 này. Bốn cây đẹp như này nhá. Mã số 3 của em có giá là 400.000. 400.000 cho mã số 3. Đấy, một chậu sơn thủy tiên như này. À, một chậu quế tháng 8. Mã số 5 này các bạn này, một dề đùi gà tròn như này nhé, đẹp như này nhé, một dề luôn. À, một đây nó có mấy dề nhé, đấy về các bác ghép được thành một chậu cực kỳ to nhé, như này. Mã số 4 nhé, à mã số 5 nhé, mã số 5, 220.000, 220.000, đấy, về các bác ghép được một chậu to nó như này nhé, đấy, như này, 220.000. Cho mã số 5. Mã số 6 này các bác này, một chậu kiều mỡ gà này. Đấy, một chậu kiều mỡ gà như này nhá. Mã số 6 của em có giá là 300.000. 300.000, cái này là kiều mỡ gà nhé. Mã số 7 này các bác này, vẫn là kiều mỡ gà này, cái này thì đang có 3 cái nụ này các bác này, đang có 3 nụ nó thò thò ra này đấy. Mã số 7 vẫn là kiểu mỡ gà của em, cũng có giá là 300.000 nhé. Cũng 300.000 cho mã số 7. Mã số 8 này các bạn này, chậu kiều tím miên tử rất là đẹp này các bạn này. Đấy. Mã số 8 nhé, kiều tím miên tử cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cái này thì dòng này thì em bảo hành mặt hoa tuyệt đối luôn. Mã số 8 của em có giá là 450.000. 450.000, cây rất là đẹp như các bác nhé. Riêng cái dòng này, riêng cái dòng kiều tím nguyên tử này, vừa chơi hoa chơi thân lá cũng đẹp. 450.000 cho mã số 8. Mã số 9 này, đấy, tím nguyên tử tiếp này. Cái này thì thân nó dài hơn một chút nhé các bác nhé. Đây này, hơn 20 cm này. Mã số 9 của em cũng có giá là 450.000. Cũng 450.000 cho mã số 9, kiều tím nguyên tử. Dòng này thì các bác yên tâm là mặt hoa cực kỳ đẹp luôn nhé. Cho mã số 9. Mã số 10 này, mã số 10 thì thân nó lại dài hơn một chút nữa này các bác này. Đấy. Mã số 10 cũng 450.000. Đấy, em đồng giá, hôm nay đồng giá nha các bác nhé. Cũng 450.000 cho mã số 10, tím nguyên tử. Hoa nó quá là xuất sắc luôn, riêng cái dòng này. Mã số 11 này các bác này, đây là một chậu kim điệp mắt đỏ nhé. Kim điệp mắt đỏ, dòng này hoa rất đẹp và thơm nhé. Mã số 11 đấy, kim điệp mắt đỏ của em có giá là 350.000 nhé. 350.000 cho mã số 11. Mã số 12 này các bác này. Đấy, một giò kiểu vuông lục bắc này, to bự như này nhé. 350.000. 350.000 cho mã số 12. Cây rất là mập, to khỏe nhé.
Mã số 13 này các bác này, một giò kiều kiều trắng này. Mã số 13, kiều hoa trắng tinh nhá. 450.000. 450.000. Cho mã số 13. Mã số 14 này các bác này, vẫn là kiều trắng tiếp này, 450.000 nhá. 450.000. Đấy. Cho mã số 14. Dòng này thì hoa nó nở ra hoa nó rất là to nha các bác nhá. Cái trắng tinh này, mầm gốc này đang lên như mạ luôn các bác này. Mầm gốc lên kinh điển không? 450.000. Cho mã số 13. Mã số 14 này các bác này, hôm nay em lên nhiều kiều cho các bác nhá. Đây là giò kiều vàng nhá. Đẹp chưa? Mã số 14 của em có giá là 220.000 nhá. 220.000. Cho mã số 14. Đấy. Kiều vàng đây các bác này, một giò độ thuần của nó thì quá thuần thì dễ nó ăn. 220.000 cho mã số 14. Mã số 15 kiều tiếp này các bác này, cái này là kiều dẹt nhá. Đấy, mầm gốc cũng đang lên, kiều dẹt thì giá nó cũng cao nhá các bác nhá. Mã số 15 kiều dẹt đẹp như này nhá. Của em có giá là 350.000. 350.000. Hoa kiều dẹt nó rất là vàng nhá các bác. Cho mã số 15. Mã số 16 này các bác này, một chậu sơn thủy tiên này. Đấy, sơn thủy tiên. Độ thuần của nó thì cũng quá là thuần này. Mã số 16 của em có giá 450.000. 450.000 nha các bác nhá. Cho mã số 16 và sơn thủy tiên như này. Mã số 17 này các bác này, một giò gà đột biến chỉ có ở Lai Châu thôi nhá. Dòng này chỉ có ở Lai Châu thôi. Đấy. Cái này gọi là gà năm cánh trắng, họng đỏ, họng bã trầu nhá. Dòng gà đột biến chỉ có ở Lai Châu. Mã số 17 nhá các bác nhá. Đấy, như này. Của em có giá là 850.000. 850.000. Cho mã số 17, cái dòng này thì hoa nó đẹp và giá nó cao chứ, nó thuộc cái dòng đột biến đấy các bạn. 850.000 cho mã số 17. Mã số 18 này. Đây các bạn này. Giò đen dô tím này, đen dô mini tím nhá. Đen dô mini tím Nhật nhá. Mã số 19 nhá. Mã số 19. Như này. Của em có giá là 350.000, cái độ thuần của nó thì các bác cứ yên tâm nhá. 350.000 cho mã số 19. Mã số 20 này các bác này. Giò thanh đạm sữa này, hoa của nó đây này các bác này. Hoa trắng rất thơm nhé. Thơm mùi sữa luôn đấy. Và còn đang rất nhiều nụ nhá, đang rất là nhiều nụ. Đây này. Đấy, những cái nụ nó ở trong cái kẽ lá như này này, đây này các bác nhá. Đây này, nụ này, rất nhiều luôn. Những cái nào nó lá non nó lên là nó đủ nụ nhá. Hoa rất là thơm. Hoa cực kỳ thơm nhá các bác nhá, thanh đạm sữa. Mã số 20 thanh đạm sữa nhá. Mã số 20 thanh đạm sữa. 250.000 cho mã số 20. Thanh đạm sữa. Mã số 21 này các bác này, thanh đạm sữa tiếp này. Đây này, nụ chi chít ở bên trong này các bác này. Đấy. Mã số 21 của em có giá là 150.000. 150.000 nhé các bác nhá. Thanh đạm sữa cho mã số 21. Mã số 22 này các bác này, vẫn là thanh đạm sữa để nụ nó đầy ở bên trong những cái thỏ ra này. Đấy. Mã số 22. 180.000. 180.000. Cho mã số 22. Mã số 23 này các bác này, một giò phi điệp vàng này. Đấy. Phi điệp vàng nha các bác nhá. Phi điệp vàng thì chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Chuẩn bị đến mùa hoa nhé các bác nhé. Mã số 23 này, một thân này, 2, 3, 4, 5 thân nhé. Đấy, như này, 250.000.
đang bắt đầu có nụ rồi nhá, những cái này đang bắt đầu sưng nụ rồi, nụ nó đang lồi ra rồi nhá các bác nhá, đang lồi nụ rồi. 250.000 cho mã số 23. Mã số 24 này các bạn này, một giò kiều vuông rừng tiếp theo này. Mã số 24 của em có giá là 350.000 nhá. Cái này ghép trên cái gỗ nhá các bạn nhá. 350.000 cho mã số 24. Mã số 25 này các bạn này. Một giò sơn thủy tiên to vật vã như này nhá, nguyên rẻ nhá. Đấy, nguyên rẻ to như này nhá. Mỏng gốc lên rất là khỏe luôn. Mã số 25 của em có giá là 1.200.000. 1.200.000 cho mã số 25, nó lên rất là đẹp này các bác này. Đấy. Như này nhá, em quay rõ cho các bác nhá. 1.200.000 cho mã số 25. Mã số 26 này. Giò tam màu sắc nha các bác nhá. Tam màu sắc như này. Quá là đẹp luôn. Mã số 26 em có giá 250.000. 250.000 cho mã số 26. Cái dòng này hoa rất là thơm và đẹp nhé. Riêng cái dòng tam màu sắc của Lai Châu. Mã số 27 này. Vanda Uyên Ương nhá. 250.000. Đấy. Giò Vanda Uyên Ương. Vanda Uyên Ương này hoa nó cũng rất đẹp và thơm nhé. 250.000 cho mã số 27. Mã số 28 này, Hạc Vĩ Thiên Cung Nữ Bố. Đấy, một bảng rất là nhiều thân luôn, dày đặc luôn nhé các bác. Dày đặc luôn, ngọn đang đi như tên lửa. Mã số 29 nha các bác nhé, 28 nha. Mã số 28 của em có giá là 300.000. 300.000 cho mã số 28. Mã số 29 này các bạn này, một chậu kiểu siêu tím nhá. Kiểu siêu tím, hoa tím đậm, tím đen rồi nhá. Hình như đang sưng nụ này các bác này. Hình như nó đang đang có nụ này các bác này. Đang có nụ này. Đấy, đang có nụ rồi. Đang sưng nụ nhá. Đang sưng nụ rồi. Mã số 30 của em có giá là 200.000 thôi nha các bác nhá. 200.000 cho mã số 30. Mã số 31 này. Giò gà quá là đẹp luôn, mà không bác nào thích cái giò này. Giò này thì cực kỳ đẹp, mầm gốc lên như tên lửa luôn. Mã số 31 của em có giá là 220.000. 220.000 nhé các bác nhé. Cho mã số 21. Một giò gà rất là đẹp, gà thuần đẹp như thế này. Cho mã số 31 nhé. 31. Mã số 32 này, giò long tu đá tím Sìn Hồ rất là to này. Đấy, nó mọc trên cái vùng núi đá của huyện Sìn Hồ của tỉnh Lai Châu này. Mã số 32 của em có giá là 450.000 nhé. 450.000, cái này vào khu vực miền Nam thì nó sẽ là hoa Tết nhé. Ở ngoài Bắc em thì nó nở vào tháng 3. Mã số 33. Mã số 33 nha các bạn nha. Hài đuôi công 200.000. 200.000 cho mã số 33, cái này nó là hài đuôi công. Mã số 34 này các bác này, cáo nhá. Đấy, 5 cây cáo rất là đẹp này. Mã số 34 của em có giá là 450.000 nhá. Tôi lấy cho bác 400 thôi. 400.000 cho mã số 34 nhé. 5 cây cáo. Cây này vừa rồi nó nở hoa rất là đẹp luôn các bạn. 400.000 cho mã số 34. Số 35 này các bác này. Giò kiều vuông lục bác tiếp này. Dễ nó ăn này các bác này. Thấy đã đời chưa. Mã số 35 của em có giá là 300.000 thôi. 300.000 thân thủ này, nó to hơn cả ngón tay cái em này các bác. 300.000 cho mã số 35 nha các bác nhá. Một chậu kiểu vuông lộc bác như này nhá. Mã
Mã số 36 này các bác này, một chậu kiều tím nguyên tử, cả thân to thân nhỏ, cả thân to thân nhỏ là 28 thân nha các bác nhá. Mã số 36. Đấy như này nhá. Mã số 36 của em có giá là 2.800.000. 2.800.000 nha các bác nhá, cho mã số 36, cả thân to thân nhỏ là 28 thân nhá. Cả to cả nhỏ nha các bác nhá, chứ không phải là mỗi thân to không đâu. Mã số 39 này các bác này, tam bảo sắc nhá, một trụ to bự như này nhá, đây này, đấy, một trụ to bự này, nó dài khoảng tầm 1m2 nhá, nó dài khoảng tầm 1m2 này các bác nhá. Mã số 37 này, tam bảo sắc hoa trắng tím của Lai Châu nhá, 1.600.000. Em phải bê lên cho các bác xem móc. 1.600.000 nha các bác nhá. Đây. Cho mã số 38 nhá. Đấy, nó như này nhá. Các bác nhìn kỹ giúp em nhá. Cái này nặng em không quay đi quay lại nhiều đâu. Đấy, nó như này. 1.600.000. Cho mã số 38. Mã số 39 này các bác này, một chậu đùi gà rất là đẹp này. Mã số 39 của em có giá là 300.000. 300.000. Cho mã số 39. Mã số 40 này các bác này, một cây cáo phân nhánh này. Cái cây này vừa rồi nó nở hoa, hoa của nó tím cũng rất là đẹp nha các bác nhé. Đây này. Hoa tím cũng tương đối là đẹp đấy. Đây này, phân nhánh đây nha các bác nhé. Đấy. Mã số 40 của em có giá là 650.000. 650.000 cho mã số 40, cáo phân nhánh, cáo Lai Châu. Mã số 41 này. Một giò phi đẹp vàng to bự như này nhá. 400.000. Cho mã số 41. Đấy, cái này là phi đẹp vàng nha các bác nhá. 400.000. Đây nha các bác nhá. Hôm nay dân mang về được gần 2 cân tam thất, cũng rất là chất lượng nhé, cũng rất chất lượng này, gần 2 cân. 2 cân bây giờ cái hàng này việc cân cân điện tử chứ không cân kia đâu ạ. Đấy, gần 2 cân. Tam thất đen nhé, cái này tam thất đen nhé các bác nhé. Đây này. Đen xì luôn nhé, chuột đen xì luôn nhé. Tam thất đen này, hàng rất là VIP. Đấy. Về được gần 2 cân. Bác nào lấy thì Zalo em nhá.